Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo tối và đêm nay thì Bắc Bộ vẫn có lúc có mưa rông và mưa vừa mưa to thì khả năng xảy ra cục bộ tại Hà Giang và Tuyên Quang. Các nơi khác thì chủ yếu là mưa nhỏ và ngay như là ở thủ đô Hà Nội thì cũng ít có khả năng xảy ra ngập úng như là sáng ngày hôm nay. Sang tới ngày mai thì mưa dứt và đến trưa chiều trời còn có khoảng hửng nắng. Vì vậy nên quý vị sẽ có cảm giác nóng và khác hẳn so với tiết trời dịu mát của ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Chỉ một số ít nơi như là Điện Biên Phủ thì thời tiết vẫn dễ chịu 30 độ. Với khu vực Trung Bộ thì nắng sẽ là trạng thái chủ đạo vào ngày mai, thậm chí là từ Đồng Hới trở xuống tới Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ. Quý vị nên đảm bảo các biện pháp chống nắng trước khi ra ngoài đường. Lui xuống Tây Nguyên và Nam Bộ thì khu vực này đang trong giai đoạn mưa nhiều. Dự báo là chiều mai thì mây dông sẽ phát triển và gây ra mưa cho nhiều tỉnh thành. Quý vị vẫn cần đề phòng với mưa to có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các khu đô thị cũng như các tuyến đường trũng thấp. Bên cạnh đó thì mưa dông mạnh luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm về lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục có mưa dông, cần đề phòng với lốc xoáy. Riêng khu vực phía tây của huyện đảo Trường Sa cần lưu ý tới gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.